mình không thể nào mà mình kiểm soát được. Rửa cái mình đựng vô cái nó có kỹ hay không? Quán đông khách thì chất lượng cũng sẽ có một phần đi xuống. Không biết nha, hỏi thử kinh nghiệm của mọi người thôi, trải nghiệm thôi. Có cái trường hợp nào ví dụ như là chú trải nghiệm một cái quán ăn, cái chú nói rằng món ăn nó rất là ngon, rồi xong rồi giá cả của nó thì cũng rất là minh bạch, vệ sinh an toàn thực phẩm, cái xong tự nhiên cái khán giả nghe thấy hay quá, khán giả tìm tới cái quán đó, khán giả ăn thì khán giả lại không có giống cái cảm nhận giống như của chú hay không? Rồi đó là một chuyện. Còn với chị Helen thì em muốn hỏi rằng là có cái trường hợp nào mình hướng dẫn cho mọi người công thức nấu ăn giống như vậy, cái xong mình khen tấm tắc trời ngon quá, ngon quá, ngon quá, xong khán giả làm theo cái khán giả thấy rằng là không ngon, mình có bị feedback ngược lại giống như vậy hay chưa? Thì rất là muốn nghe chia sẻ của hai anh chị. Bây giờ mình mời chị Helen trước đi ạ. Em mời chị. Thực ra thì cũng có nhiều trường hợp như vậy chứ không phải là không, tại vì là khi mà mình hướng dẫn thì mình dùng những cái thiết bị của mình, những cái dụng cụ đông của mình chẳng hạn, và có rất, mặc dù là người ta cũng nói là ô xem làm chị là làm theo công thức của chị đúng 100%, nhưng mà khi mà nấu ăn ra nó mà không ngon là vì sao? Tại vì thực ra trong quá trình nấu ăn nó có rất là nhiều thứ có thể ảnh hưởng đến cái thành phẩm. Ví dụ như bạn làm lên men chẳng hạn, thành dưa cá chẳng hạn, thì cái nhiệt độ của môi trường bên ngoài này, cái độ ẩm nè, rồi cái việc bạn rửa cái bình đựng dưa cải nó có kỹ hay không, có tiệt trùng hay không, cái đó là mình kiểu mình cũng đã nói nhưng mà kiểu không biết là người ta có follow thêm 100% không. Thì những cái rất là yếu tố bên ngoài môi trường đó nó cũng ảnh hưởng tới cái thành quả chứ không phải là không. Hoặc là có nhiều khi là người ta dùng cái dụng cụ đông mà cái dụng cụ đông người ta không đúng thì nó cũng làm ảnh hưởng tới cái thành phẩm. Thì anh cũng cố hết sức để mà tư vấn cho mọi người trong những hợp mà mọi người có feedback là làm theo đúng công thức mà không ra thôi, chứ còn thật ra là kiểu mình, trừ khi là mình đứng bên cạnh mình xem họ làm thôi, chứ cũng không thể nào mà biết hết được tất cả những cái lỗi mà họ có thể mắc ở trong cái quá trình mà làm theo mình, theo cái công thức của mình. Dạ, bởi vì em cũng là đồng ý, có nhiều lúc á bạn bè em nói là coi trên video á, thấy mấy anh chị làm về ẩm thực có hướng dẫn làm, xong mấy anh chị khen ngon quá trời, xem làm giống y chang mà không được. Y chang đâu y chang, có mấy đoạn chúng ta xài không có đúng cái dụng cụ, không, đo không đến đúng nguyên liệu đó, không đúng nguyên liệu, lấy giống thôi rồi đòi giống ngon giống vậy thì đâu có được. Cho nên là đôi khi đây cũng là một cái phần hiểu lầm mà Huy muốn là nhờ chị Helen chia sẻ rõ ràng hơn với tất cả quý vị khán giả. Bây giờ mình đến với câu chuyện của chuối đi. Tại vì chuối thường là quay những video về chủ đề mà trải nghiệm hơn á, thì thường là mình đi ăn ở một cái hàng quán nào đó thì mình quay lại những cái trải nghiệm thực tế của mình. Có thể là lúc mà mình đi ăn á thì mình cảm thấy là quán đó ngon thiệt, đồ ăn giá cả thì bình dân, nhưng mà sau một cái thời gian quay lại mình đăng nội dung đó lên á thì quán đó bất ngờ được viral, được nổi tiếng quá. Thì bắt đầu quán đông khách thì chất lượng cũng sẽ có một phần đi xuống. Thì cái đó thì mình không thể nào mà mình kiểm soát được. Nhưng mà có một cái chia sẻ cũng rất là thú vị, khi mà chuối đi quay những cái clip về chủ đề ẩm thực du lịch nhiều quá, thì chuối đến một cái nơi để trải nghiệm một cái hàng quán nào đó, ví dụ như đi Đà Lạt trải nghiệm lẩu bò ba toa đi, ví dụ mình có quay lại cái cảnh là mình trải nghiệm cái quán A, nhưng mà khi mà mình đăng lên á, mấy bạn fan vô, mấy bạn feedback á là anh ơi đừng có đi cái quán A này, cái quán A này không phải là cái quán chính gốc đâu, anh đi cái quán B kìa, cái quán B mới là cái quán chính gốc. Thì mình đọc được những cái bình luận đó đó thì mình cũng có một cái sự tương tác qua lời của khán giả, và sau này mình có thể là biết lựa những cái hàng quán nào nó thích hợp để quay review giới thiệu cho các bạn hơn. Thì đó cũng là một cái chia sẻ của chuối. Dạ, cảm ơn chuối với chia sẻ vừa rồi. Tại vì đây là một cái câu hỏi của khá nhiều bạn khán giả, các bạn muốn nhờ Huy gửi đến cho hai vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay để nghe quan điểm của hai vị khách mời như thế nào về cái quá trình là, một là chúng ta review trải nghiệm ẩm thực nè, hai là chúng ta hướng dẫn cái cách thực hiện nấu ăn tại nhà dành cho tất cả quý vị khán giả, những người mà theo dõi video của chúng ta. Cho nên là bây giờ thì Huy rất là muốn được nghe về cái phần giải đáp này từ hai nhà sáng tạo nội dung YouTube kỳ cựu của chúng ta, đó chính là nếu như mà chúng ta vi phạm những cái nguyên tắc về cộng đồng á, thì những cái hậu quả hay là những cái hình thức phạt của chúng ta đối với YouTube, với kênh của mình là gì. Thì trước khi mà Huy nghe chia sẻ từ chuối cũng như là chị Helen, thì đại diện của YouTube cũng có câu trả lời cho tất cả mọi người, chúng ta sẽ cùng theo dõi nhé. Nếu nội dung của bạn vi phạm nguyên tắc cộng đồng của YouTube thì chúng tôi sẽ xóa nội dung đó và thông báo cho bạn qua email. Nhưng nếu đây là lần đầu tiên bạn vi phạm nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi thì bạn có thể bị nhắc nhở mà không nhận hình phạt nào đối với kênh. Nếu đây không phải là lần đầu tiên bạn vi phạm thì bạn có thể phải nhận cảnh cáo. Và nếu mà bạn nhận 3 cảnh cáo trong vòng 90 ngày thì kênh của bạn sẽ bị xóa. Bạn có thể tìm hiểu thêm về hệ thống cảnh cáo của chúng tôi tại thông tin cơ bản về cảnh cáo vi phạm nguyên tắc cộng đồng.
Vừa rồi chính là chia sẻ từ phía của YouTube với tất cả quý vị khán giả. Bây giờ thì Huy muốn nghe thêm chia sẻ từ phía của Chuối cũng như là chị Helen về câu hỏi vừa rồi. Thật ra thì đó giờ nếu mà mình vi phạm thì chỉ liên quan đến một số lần cảnh cáo thôi. Giống như hồi nãy mình có chia sẻ thì hồi đó khi mà quay những cái vlog trải nghiệm về chủ đề ẩm thực đồ này nọ, mình không biết là những cái nào nên hạn chế quay, chẳng hạn như là cảnh giết mổ. Có tình cờ cái này là mình nhớ hoài luôn. Thì đợt đó mình có đi ra ngoài Hà Nội đi du lịch, thì mình có quay cảnh một cái người bạn của mình sử dụng điếu cày ở trên video á. Thì bắt đầu cái cảnh đó mình không có blur lại, thì bắt đầu mình nhận được cái cảnh cáo là đây là một cái chất kích thích, và họ chỉ cảnh cáo cho mình thôi. Bắt đầu video của mình bị vàng kiếm tiền. Thì đó là cái trải nghiệm mà mình nhớ nhất. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.